Xin chào mừng quý bạn đã đến với khoảnh khắc bóng đá. Đội tuyển gia Việt Nam khủng hoảng lực lượng với những nhân sự trong ngày hôm qua thi đấu vòng đấu thứ hai của V-League năm 2023. Người hâm mộ đá Việt Nam đang rất sốt ruột. Tuy nhiên, huấn luyện viên trưởng người Pháp ông Chuse có quyết định xóa đi làm lại tại vòng loại World Cup năm 2026 diễn ra vào tháng 11 sắp tới. Rất bất ngờ và chúng tôi xin cập nhật và gửi tới quý bạn những thông tin mới nhất. Thưa quý bạn, theo thông tin mà chúng tôi đã cập nhật và nhận được thì Hoàng Đức sẽ phải nghỉ hơn một tuần, có nghĩa là anh sẽ không đạt được thể trạng và thể lực tốt nhất cho trận đấu đầu tiên vào ngày 16 tháng 10, 11 khi thi đấu với cả đội bóng Philippines hoàng đức sẽ không có thời gian để thi đấu trong hai vòng đấu tiếp theo của giải đấu v league cũng có nghĩa đồng nghĩa với việc là huấn luyện viên chu sẽ không đánh giá được một cách toàn diện cầu thủ này đó là một tin buồn mà người hâm mộ đội việt nam đã chia sẻ sau khi anh bị dập cơ trong trận đấu với đội bóng thanh hóa một đội bóng chơi với đấu pháp là chém chặt để cho đối thủ cảm thấy bức xúc để có thể đưa ra những phương án tốt nhất không những thế trong ngày hôm qua thì Quang Hải và Văn Hậu lại báo tin cực buồn với người hâm mộ bóng đá Việt Nam và dĩ nhiên bản thân huấn luyện viên chủ Sê ông cũng sẽ rất buồn sau khi hai cầu thủ trụ cột là Nguyễn Quang Hải và Đoàn Văn Hậu sẽ không có tên trong danh sách để tập luyện và thi đấu của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Vì theo những thông tin mới nhất của huấn luyện viên Trần Tiến Đại thì cả hai cầu thủ này sẽ mất từ 4 đến 6 tuần nữa mới có thể trở lại thi đấu. Thời gian qua thì câu lạc bộ Công an Hà Nội chịu tổn thất lực lượng khi nhiều ngôi sao dính chấn thương vắng mặt. Đây không chỉ là tổn thất cho câu lạc bộ Công an Hà Nội mà là tin tức không vui đối với huấn luyện viên Chu C khi đội tuyển quốc gia Việt Nam chuẩn bị bước vào tranh tài ở vòng loại thứ hai World Cup năm 2026 gặp hai đối thủ đầu tiên là Philippines và đội bóng Iraq. Cả hai trận đấu này đều được coi là những cái cơ hội để đội tuyển quốc gia Việt Nam bứt phá. Một trận đấu thi đấu với một đội bóng dưới cơ ở vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng. Ngoài ra thì chúng ta được thi đấu trên sân nhà với đội bóng Iraq. Người ta hy vọng rằng sẽ có một trận thắng trước đội bóng Philippines và sau đó chúng ta ít nhất sẽ cầm hòa đội bóng Iraq tại sân nhà. Như những gì diễn ra tại vòng loại World Cup năm 2022 khi mà đội tuyển quốc gia Việt Nam thi đấu với UAE. Vào thời điểm này thì đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ không có được lực lượng mạnh nhất với những cầu thủ mà người hâm mộ bóng đá Việt Nam tin dùng. Tuy nhiên với triết lý và cách vận hành của huấn luyện viên Chuse thì ông có cách vận hành và có con người riêng của mình. Chúng tôi cũng đã chia sẻ với rất nhiều những cái quan điểm thông tin khi ông đôn những cầu thủ trẻ là những cầu thủ U20, U21 lên đội tuyển quốc gia Việt Nam để tham dự và có lẽ à, bài hành khúc mà chúng ta vẫn thường quen à, gọi ở trong đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ là những cầu thủ trẻ nhất thi đấu ở vòng loại thứ hai World Cup 2026 sẽ là tương lai của bóng đá Việt Nam cho World Cup sau nữa. Vâng, định hình lối chơi đó. Liệu rằng người hâm mộ đá Việt Nam có tin tưởng hành khúc đó hay không? Bởi những trong thời gian vừa qua, những cầu thủ trẻ thì chưa thể hiện được rõ năng lực và tố chất của mình, kỹ thuật thì chưa tới, năng lực thì à, chưa xong, thậm chí là tâm lý còn yếu kém và hòa nhập trong lối chơi ấy thì thường xuyên mắc lỗi để cho đối thủ có thể khoan phá hàng phòng ngự của đội tuyển quốc gia Việt Nam bất cứ lúc nào. Vâng, đó chắc chắn là một trong những dấu hỏi cực lớn trong thời điểm hiện nay. Nếu như huấn luyện viên Jurce giải quyết được bài toán này, người hâm mộ đã Việt Nam tiếp tục sẽ là người đứng cạnh ông và đồng hành với ông trong thời điểm hiện nay huấn luyện viên chu sê chắc chắn sẽ xóa đi làm lại tất cả với những gì mà ông đang có những cầu thủ không có được thể trạng cũng như thể lực tốt nhất ông sẽ không gọi kể cả công phượng cầu thủ đã ghi bàn thắng vào đội bóng palestine cũng sẽ không có tên ngoài ra những cầu thủ đã bị chấn thương cũng sẽ không thể thi đấu và dĩ nhiên ông cũng có những lựa chọn khác ở hành ngang biên cũng như là tiền vệ trung tâm với những thái sơn với những minh trọng hay những đình bắc được gọi tên sướng tên trong đội tuyển quốc gia việt nam sắp tới ông sẵn sàng xóa đi làm lại và có thể bài hành khúc về người hâm mộ bóng đá Việt Nam đó chính là những cầu thủ trẻ nhất của đội tuyển gia Việt Nam tham dự chưa từng có ở giải đấu vòng loại World Cup. Vậy chúng ta thi đấu ở vòng loại World Cup để làm gì? Để chúng ta thử nghiệm những cầu thủ trẻ hay sao? Câu chuyện này sẽ sẽ được trả lời bởi huấn luyện viên Chu C, bởi đó sẽ là vòng đấu cực kỳ quan trọng. Vậy hai trận đấu này sẽ quyết định tới tấm vé đi tiếp của thầy trò huấn luyện viên Chu C. Nếu như chúng ta thua trong hai trận đấu này thì dường như cơ hội đi tiếp vào vòng loại thứ ba gần như là không có và dĩ nhiên mục tiêu world cup của ông cũng sẽ bị tan nát thành mây khói và những tuyên bố của ông chỉ là chém gió và bốc phét trên mạng truyền thông xã hội mà thôi lúc này những cầu thủ trẻ của bóng đá việt nam vẫn lụp ở ngụp lặn ở trong những giải đấu dành cho ở v league 2 hay là những trận đấu của những đội bóng tại v league thì họ cũng không có đóng góp quá nhiều trong màu áo chỉ vậy sự lựa chọn của huấn luyện viên chủ xế lúc này sẽ là một trong những cái vấn đề mà người hâm mộ đội Việt Nam sẽ cực sốc khi những nhân sự mà ông được sử dụng là những cầu thủ trẻ. Vâng, mất những cầu thủ ấy thì chúng ta vẫn còn đó những nhân sự mà huấn luyện viên uh, Chu C có thể theo dõi những Vũ Văn Thanh, những uh, Phan Tuấn Tài, Hồ Tuấn Tài trong danh sách đội hình đội tuyển Việt Nam liệu rằng ông có triệu tập cho đội tuyển hay không câu chuyện sẽ thực sự rất khó bởi những cá tính của huấn luyện viên ở Chu C lúc này dường như ông muốn xóa đi gạch đi làm lại tất cả với những triết lý bóng đá mà không có sự ảnh hưởng của huấn luyện viên Park Hang Seo cũng như người hâm mộ bóng đá Việt Nam ông không muốn lấy danh tiếng của mình để đánh đổi bằng việc là sử dụng những cầu thủ cũ của đội từ Việt Nam để tạo dựng thành công. Ông muốn đi những con đường riêng, đó chính là cá tính của huấn luyện viên chu C. trong quá khứ cũng như hiện tại. Nếu như làm được điều đó, thì tiếng tăm cũng như là tâm cỡ của huấn luyện viên người Pháp sẽ được nâng tầm. Nhưng nếu không, thì mọi thứ được trở thành hai từ là bảo thủ dành cho huấn luyện viên này. Người hâm mộ đội Việt Nam cũng nhận diện rất rõ, chúng tôi cũng cảm nhận được điều đó và chia sẻ với giới truyền thông. chưa bao giờ uh, chúng tôi lại thấy được những cái sự linh cảm cũng như có lẽ không phải là linh cảm mà đó chính là những cái tầm nhìn cũng như cái uh, cái chuyên môn mà người hâm mộ đội Việt Nam đã cảm nhận trong hơn 35 hội nhập với bóng đá Việt Nam ở đấu trường Đông Nam Á cũng như thế giới. Thưa quý bạn, người hâm mộ rất uh, có những cái cảm tính mà chúng tôi nhận được trên kênh, đó chính là việc họ cảm nhận được rằng chúng ta thi đấu uh, có phần nào đó may rủi trong những cái tình huống thi đấu của huấn luyện viên Chu dù thi đấu với những đội bóng nhỏ nhưng trước đó thì người ta cũng cảm nhận được sự tự tin khi thi đấu với những đội bóng nhỏ của huấn luyện viên Đó là những cái chiều hướng mà có thể thấy rằng người hâm mộ đội Việt Nam cũng có chuyên môn, có tầm nhìn chứ không còn phải là linh cảm nữa. Chính vì vậy mà khi những cầu thủ trẻ được sử dụng xóa đi làm lại với huấn luyện viên C thì người hâm mộ đội Việt Nam cũng lo lắng cho những trận đấu, thậm chí là thi đấu với Philippines chúng ta cũng có cảm giác tương tự như thi đấu với những đội bóng lớn. Đây là một cảm giác mà người hâm mộ đội Việt Nam đã truyền tải cũng như là cảm nhận được sau khi đội tuyển Việt Nam thay thế những cầu thủ trẻ, những cầu thủ chưa đạt được những yêu cầu mà bóng đá Việt Nam đang thực sự mong muốn có những cầu thủ thi đấu tại V-League thực sự chưa thành công nhưng họ là những cầu thủ trụ cột thi đấu ở đội tuyển quốc gia Việt Nam rất hay và thể hiện được rõ năng lực của mình và hòa chung lối chơi nhưng khi mà thi đấu tại V-League thì họ không bùng cháy hay tạo ra sự đột phá bởi sự quan tâm và phân tích kỹ thuật của các đơn vị cũng như là các ban luyện của các đội bóng thực sự là điều khiến cho họ có những rào cản thi đấu chỉ cần bắt chặt họ với những phương án tiếp cận với những tình huống phạm lỗi hay chơi rát chắc chắn đó sẽ là phương án để ngăn chặn đội tuyển quốc gia Việt Nam vẫn chơi với thứ bóng đá cực kỳ là văn minh chúng ta không phạm lỗi quá nhiều nhưng nếu như cái tình cảnh đó diễn ra ở trong những trận đấu sắp tới huấn luyện viên Mai của huấn luyện viên trưởng của đội bóng Philippines đã tuyên bố rằng ông sẽ đánh bại đội tuyển quốc gia Việt Nam trong ngày khai màn ở tại sân vận động Rio Memorial ở tại sân vận động của Manila thưa quý bạn chắc chắn đó là một cái tuyên bố không hề đơn giản một chút nào bởi huấn luyện viên này đã hiểu rất rõ các cầu thủ việt nam với những lần đối đầu và quan trọng hơn là ông biết cách vận hành để giúp cho đội bóng này có thể phá lối chơi đội tuyển việt nam đặc biệt là lối chơi phòng ngự phản công À không là phong à, là phương án thi đấu kiểm soát bóng của thầy trò huấn luyện viên Chuse Ông sẽ chơi thứ bóng đá rát hơn bao giờ hết. Có thể à, chúng ta nhìn thấy hình hài của đội bóng à, Thanh Hóa khi thi đấu với đội bóng Viettel, những đội bóng có thể chơi để gây áp lực cho đối phương và những áp lực đó đến từ những pha vào bóng và khiến cho đối phương gục ngã trong những tình huống ấy. Sự nóng vội cũng như sự bực tức của đội tuyển quốc gia Việt Nam liệu rằng có được kiểm soát bởi huấn luyện viên Tuchel hay không? Lúc đó thì chúng ta sẽ được cảm nhận một cách rõ nét nhất ở trong tháng 11 sắp tới. Dù rằng người hâm mộ đá Việt Nam có những cảm nhận không tốt về đội tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ hai, nhưng huấn luyện viên vẫn phải hướng về phía trước. Bởi nếu ông lùi lại và có những cái phát ngôn có phần đi ngược với đám đông, thì tương lai của ông cũng chỉ gói gọn vào tháng 11 mà thôi. Huấn luyện viên Philippines mong muốn rằng là đội bóng sẽ có được cái chiến thắng trước đội bóng Việt Nam. Đây là thông tin cuối cùng trong video ngày hôm nay của chúng tôi. Khi huấn luyện viên Michael White, huấn luyện viên trưởng của đội bóng Lào, sau khi từ chức đã đến với bóng đá Philippines, sự am hiểu của ông về bóng đá Đông Nam Á đã giúp cho ông có được ở vị trí huấn luyện viên trưởng coach của Philippines. Ông sẽ răng bẫy với việc là thi đấu ở trên mặt sân cỏ nhân tạo. Những cầu thủ Philippines thì quá quen với mặt sân ở Rio ở Memorial ở Philippines rồi còn uh, đội tuyển quốc gia việt nam thì chắc chắn nếu như với những cầu thủ mới huấn luyện viên chu uh, sê liệu rằng có những phương án để có thể phối hợp và đưa ra những cái sự chuẩn bị tốt nhất ở trên mặt sân này hay không chúng ta sẽ phải chờ đón và đấy thực sự là một trong những thử thách cực lớn trong ngày ra quân của thầy trò huấn luyện viên um, Philippe Chuse huấn luyện viên Michael White từng làm huấn luyện viên trưởng của đội bóng Philippines nhiều năm trong đó có hai lần đưa Philippines vào bán kết của AFF Cup sau đó ông sang làm việc cho bóng đá Mông Cổ rồi sang Lào và bây giờ lại trở về bóng đá Philippines đội tuyển Philippines vừa qua cũng trong chuyến tập huấn tại Trung Đông có một trận thắng và một trận thua trong đó thì thầy trò huấn luyện viên Michael White âm thầm Sambaray đã giao hữu vào ngày mùng 1 vào ngày 15 tháng 10 và ngày 18 tháng 10 với Kyrgyzstan. một chuyến tập huấn và chiến lược ra người Đức giúp cho đội bóng Philippines rất là quan trong quá trình chuẩn bị cho vòng vòng loại của World Cup 2026 với cái một cái bảng đấu có thể nói là rất dễ chịu khi thi đấu với Indonesia và Việt Nam. Một bảng đấu có nhiều đội bóng đến từ Đông Nam Á, chỉ cần đứng ở mợ vị trí nhì bảng tốt nhất là đội bóng Philippines cũng có thể hướng vào vòng đấu sau. Chỉ vậy, cả bốn đội bóng cũng có thể đều có cơ hội để tiến vào vòng đấu tiếp theo. À, đây thực sự là một bảng đấu rất hấp dẫn mà người hâm mộ đội Việt Nam sẽ có thể chờ đón. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi cập nhật và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo. Xin chào tạm biệt.